Sức mạnh của Attila thì chắc hẳn anh em đã quá rõ rồi. Chưa rõ thì anh em có thể xem lại video này của chúng mình. Không thì đơn giản là anh em bay ra hướng Zero để kiểm chứng. Ấy thế mà Lid đã sinh ra La, sao lại còn sinh ra Z? Là một tựa game chiến tranh chiến thuật thì những sự khắc chế nhau là cực kỳ cần thiết. Và đương nhiên đó là Zenobia, nữ hoàng đồn trú vang danh một thời. Chào mừng em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Zenobia và sức mạnh của chỉ huy này. Liệu nó khủng khiếp đến mức nào mà Attila chọc hoài không thủng? Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu ngay nào. Như chúng ta đã biết thì bản update 1.0.39 có thể nói là bản update thay đổi mạnh mẽ nhất của trò chơi này. Và nó cũng đã khai phá thêm nhiều hướng đi mới cho nhà phát hành trong việc xây dựng trò chơi, từ chỉ huy, lối đánh, những chiến thuật độc lạ v.v. Có thể nói bản update này là khởi đầu của gần như mọi thứ hiện tại mà chúng ta đang chơi. Ngoài ra thì bản update này mang đến cho chúng ta hai vị chỉ huy bộ binh mới, đó là Zenobia và Harak. Bên cạnh đó là những update quan trọng liên quan đến map KVK và map KVK trinh phạt mới. Tất nhiên như tiêu đề video, ở video này chúng ta sẽ nói rõ hơn về sự xuất hiện và thống trị của Zenobia. Vậy thì ta cần nói qua về tình hình chiến đấu ở thời điểm đó của trò chơi. Ở thời điểm này, sát thương thường hay còn gọi là đêm trắng là một xu hướng thịnh hành. Các dân chơi bộ binh sở hữu nhiều chỉ huy có yếu tố này, đặc biệt là dàn chỉ huy ở KVK1, KVK2, cung thủ của Edward Tomeritz và hai chỉ huy huyền thoại thế hệ 3 đó là Ramses và Artemisia. Đương nhiên là không thể không nhắc đến ông kẹ Attila và Takeda rồi. Đây chính xác là đỉnh cao của lối chơi đêm trắng. Sát thương này được bổ trợ phần nào bởi buff KVK tăng đều 3 chỉ số là công thủ máu. Lúc này những trận đánh thường xảy ra rất lâu, chiến đấu kiểu đơn lẻ nhiều chứ chưa hoàn toàn là theo bôn. Cuộc chiến đa phần xoay quanh Attila và đồng bọn của hắn, khiến nhịp điệu chậm chạp và đơn điệu. Quan trọng là nó ảnh hưởng đến túi tiền của nhà phát hành. Chậm và lâu như này ai thích thì thích chứ Lilith muốn nhanh và nhanh nữa cơ. Nhanh thì tiền mới về, đúng là tư duy tư bản của khác anh em ạ. Cặp đôi đồn trú tốt nhất đó là Võ Tắc Thiên và Ji Sung Shin thì chỉ ở mức cân kẹo với Attila và Takeda thôi. Nếu gặp Double Rally thì khả năng toang là rất cao. Trước khi đến với cái sự bình thiên hạ của Zenobia, ta cần nói qua về đặc điểm cơ bản của buff KVK và công nghệ pha lê. Cái này thì đơn giản gần như ai cũng biết, đó là khả năng buff mạnh mẽ về tấn công và sát thương. Tức đại loại là ai nhiều sát thương, đêm to khi có buff 40% mọi thiệt hại và rất nhiều tấn công, sát thương từ công nghệ pha lê thì sẽ càng phát huy hiệu quả, đặc biệt là khi sở hữu sát thương chủ động cao. Ngược lại, những chỉ huy thiên về phòng thủ, thiên về đòn đánh thường, khi có buff KVK này sẽ giảm đi phần lớn sự hiệu quả của mình. Kiểu bạn cứ hình dung là một ông nhiều sát thương, ví dụ như hệ số 10 chẳng hạn, một ông ít sát thương hơn coi như là 5 đi. Khi bạn cùng buff 50% sát thương thì ông 10 sẽ thành 15, còn ông 5 thì chỉ thành 7,5 thôi. Chênh lệch từ 5 điểm thành 7,5 điểm cơ mà. Có nghĩa là sát thương càng lớn thì càng được hưởng lợi từ buff KVK này. Lúc này thì ông kẹ chiến trường Attila với bộ kỹ năng 100% sát thương từ đêm trắng sẽ là một ví dụ tiêu biểu nhất cho trường hợp này. Attila thì không có sát thương chủ động, đồng nghĩa việc là không thể cắt máu nhanh và làm méo mặt kẻ thù. Và đó chính là lợi thế đầu tiên của Zenobia khi bà ta mới ra mắt. Tiếp theo, Zenobia sở hữu một bộ kỹ năng và tài năng cực kỳ ăn khớp với nhau. Nhánh tài năng hỗ trợ cho phép chỉ huy này giảm rất nhiều sát thương kỹ năng nhận vào. Mặc dù thì điều này không mấy liên quan đến Attila, nhưng phát huy hiệu quả mạnh mẽ ở thời gian sau này. Bên cạnh đó là khả năng hồi chiếu nhanh và điểm tài năng phản công tăng 9% tấn công sau khi được chữa lành. Không thể không nhắc đến nhánh tài năng bộ binh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhắc đến chữa lành thì Zenobia có rất nhiều chữa lành và máu đến từ bộ kỹ năng. Chữa lành tối đa hệ số 1400, máu tối đa là 70%. Có thể bạn đã biết bộ binh thì cực kỳ thiếu máu từ trang bị, và chính con số này sẽ bù đắp rất lớn cho hiệu quả phòng thủ của Zenobia. Điểm quan trọng ở đây, mặc dù là một chỉ huy bộ binh nhưng mà Zeno chỉ có duy nhất một nửa kỹ năng số 3 là có liên quan đến bộ binh, những đơn vị bộ binh được hưởng lợi từ máu và tấn công. Tuy nhiên cái này thì không bắt buộc 100% là bộ binh, cho nên là nhồi mít chúp thì vẫn là ngon lành. Zenobia hồi rất nhiều máu, bắp máu thì cực gắt rồi. Mà những chỉ huy đồn trú có khả năng hồi máu nhiều thì dễ nhồi cờ hơn, khó gãy ki hơn. Cơ chế này thì mình đã nói qua ở video này rồi, anh em xem lại nhé. Điều này đặc biệt quan trọng trong mọi công trình và mọi trường hợp, có bị thua phiêu một chút thì vẫn cứ nhồi tốt. Về sát thương thì sao? Cái mà mình có nhắc tới là càng nhiều sát thương thì càng được hưởng lợi từ KVK. Zenobia thì có 10% gây hệ số sát thương bổ sung là 600 mỗi giây trong 3 giây. Nên nhớ là lượng sát thương trong công trình thường ở mức rất cao, cho nên là có thể coi lượng sát thương bổ sung này có hệ số là 1800 rồi. Có thể là không cao ở thời điểm hiện tại, nhưng mà cách đây 4 năm thì nó lại đặc biệt cao đấy. Quan Vũ xịn lắm thì cũng chỉ có hệ số là 2000 thôi. Còn đâu Ramses, Artemisia hay là chỉ huy kỵ binh cùng thế hệ là Charagupta và William ra mắt trước đó cũng chỉ nhập nhằng đâu đó loanh quanh 1500 đến 1800 là nhiều. Ấy thế mà đây là chỉ huy đồn trú, vừa hồi máu, vừa bắp máu, lại còn gây sát thương cao. Đúng là bố đời thiên hạ. À nhầm, mẹ đời thiên hạ anh em ạ. Bên cạnh đó còn rất nhiều bắp liên quan đến việc gây sát thương cho cả rally nữa chứ. Như mình đã nói ở phần 1, trước khi Zenobia ra mắt,
Võ Tắc Thiên và Ji Sung Shin là hai con bài phòng thủ mạnh mẽ nhất, đặc biệt là Ji Sung Shin. Ji Sung Shin là một chỉ huy đồn trú với bộ kỹ năng rất nhiều sát thương, bắp cực kỳ nhiều chỉ số và có khiên. Và khi Zenobia ra mắt thì đây đích thị là một cặp đôi hoàn hảo. Võ Tắc Thiên có gì thì Zenobia có nhiều hơn như thế, hồi máu, bắp sát thương, bắp chỉ số vân vân. Zenobia và Ji Sung Shin sẽ sở hữu cho mình mọi loại chỉ số. Bạn hãy nhìn xem, đây là một list chỉ số mà cặp chỉ huy này có. Mọi loại sát thương từ sát thương kỹ năng, sát thương đánh thường, sát thương phản kích, mọi chỉ số từ tấn công, phòng thủ, máu, hồi máu, khiên vân vân. Bạn còn cần gì hơn từ một cặp đôi đồ chú nữa? Và dĩ nhiên không phải mỗi mình bạn đâu. Attila nhìn vào cũng kiểu lực bất tòng tâm. Kiếm Attila như kiểu kiếm cùn chém bùn như sắt vậy anh em ạ. 2 đến 3 Attila cũng nhìn nhau khóc thét. Zenobia Ji Sung Shin ở thời đó chính xác là chúa tể của tai họa, ông bà hoàng của bảng đồ chú luôn. Mạnh mẽ thì chắc chắn phải có khắc chế, không thể để nó bành trướng mãi được, Lilith bảo như vậy. Tuy nhiên, khắc chế của Zenobia xuất hiện sau đó khá lâu. Zeno xuất hiện vào khoảng cuối tháng 10 năm 2020, trong khi khắc chế của bà ta ra mắt sau đó khoảng gần một năm, tức là tháng 8 năm 2021. Và đây là cái tên sinh ra để cân đối sự mạnh mẽ của Zenobia, chính là Zizamet. Zizamet sinh ra với mục đích duy nhất, đó là khắc chế lại sức mạnh của Zenobia. Zenobia mạnh ở hồi máu, bắp máu cực nhiều với tối đa là 70%, thế thì Zizamet trừ tất. Đi bắp giảm 30% máu sau khi ra kỹ năng chủ động. Zenobia cứ chữa lành là ăn thêm sát thương hệ số 700, đi kèm với đó đi bắp tăng 15% sát thương kỹ năng nhận vào. Mà với cung thủ thì anh em biết rồi đấy, toàn sát thương kỹ năng thôi. Zizamet thời đó có mạnh hay không? Để công bằng mà nói thì mình đánh giá ở mức vừa vừa. Tuy nhiên nếu đối phương là Zenobia thì chỉ huy này tỏ ra rất mạnh đấy. Để chiến thắng được Zenobia ở thời điểm đấy, ta cần khoảng 2 rally, trong đó có một rally là Zizamet và Nebu. Không có Zizamet thì xác định chỉ có ăn hành. Vậy ở thời điểm đó Zenobia đã hết thời hay chưa? Câu trả lời vẫn là chưa. Mặc dù có khắc chế cứng nhưng mà Zenobia Ji Sung Shin vẫn là cặp đôi đồn trú mạnh mẽ bậc nhất ở thời điểm đó. Cùng điểm danh xem ở thời điểm Zizamet, một số chỉ huy cung thủ Gen 5 ra mắt thì chúng ta có chỉ huy đồn trú nào ngoài Zenobia? Kỵ binh thì có Zawiga. Cô nàng này có biệt tài là bê cờ bỏ chạy chứ độ tín khi đồn trú thì không có cửa so với Zeno. Cung thủ thì có Amanitor và Temisia. Bộ đôi này thì không thể so bì được với Zenobia ở khoản đồn trú, gọi là cũng chỉ 1-1 với Rally thôi. Sau này khi Gen 6 ra mắt thì chúng ta có Flavius của bộ binh và hết rồi. Mãi sau này có Gen 7 ra mắt, kỵ binh có sự góp mặt của Zanzika thì lúc này Zenobia mới được san sẻ gánh nặng đồn trú. Mà chúng ta không thể không nói đến điểm yếu của Rally Zizamet, đó là bạn cần nhồi 100% cung thủ. Mà cung thủ thì ở hầu hết các vương quốc đều rất ít nên là rất khó để duy trì cái Rally này lâu. Thường thì Zizamet sẽ là Rally thứ hai chạm vào cấu trúc của Zenobia chứ không thể làm tanker được. Nhìn ngược lại thì Zenobia mới Ji Sung Shin nhồi thoải mái lắm anh em ạ. Đấy, bạn thấy đấy, tuy là có khắc chế nhưng mà thời thế không cho phép Zenobia lùi sau cánh gà mà vẫn phải chinh chiến mọi nơi, đặc biệt là sau sự xuất hiện của Heraclius. Cặp đôi Zeno Hera lại là cặp đôi hoàn hảo mới, vẫn đảm nhiệm tốt mọi nhiệm vụ trong mảng đồn trú. Như vậy là bạn đã thấy độ bá cháy của Zenobia rồi đúng không? Chỉ huy xuất hiện từ Gen 4 và sinh tồn một cách mạnh mẽ trên chiến trường đến tận Gen 7. Ngót nghét là 5.5 năm anh em ạ. Anh em cứ thử nhìn lại xem, làm gì có chỉ huy đồn trú hay chỉ huy rally nào tồn tại lâu như vậy. Mặc dù là có bao nhiêu thăng trầm, có cả khắc chế cứng xuất hiện, nhưng mà một tay Zenobia vẫn phải gồng gánh mảng đồn trú trên mọi chiến trường, ở đủ các thể loại seed, từ seed cao đến seed thấp, từ vương quốc chết đến các đại đế quốc. Gen 7 ra mắt với sự xuất hiện của Zanzika ở kỵ binh và Dido ở cung thủ thì loại tướng đồn trú đã trở nên đa dạng hơn và có sự khắc chế lẫn nhau. Lúc này thì Zenobia không còn ở công trình nữa mà bắt đầu chia sẻ đất diễn với những chỉ huy khác. Tuy nhiên mọi thứ thật sự dừng lại khi mà sát thương trừng phạt ra đời. Vậy tại sao lại như thế? Sức mạnh của Zenobia gần như đến từ việc hồi máu và tăng rất nhiều chỉ số phòng thủ. Sát thương của chỉ huy này ở thời điểm sau là không quá nhiều, có thể cao lúc mới ra mắt thôi, nhưng mà Gen 8 thì con số này là bé tí anh em ạ. Ít sát thương đồng nghĩa với việc khả năng tận dụng các bắp từ KVK công nghệ pha lê là hạn chế. Hơn nữa với việc trải qua một thời gian khá lâu từ khi xuất hiện tướng trừng phạt, giờ đây gần như mọi đạo quân của các bot đều có những đạo quân giàu sát thương, nhiều đi bắp lên kẻ địch. Cho nên là những chỉ huy thiên về phòng thủ như Zenobia rơi vào thế khó khi bị sầu oam. Một cái cờ 2 triệu lính bị sầu oam bởi tối đa 10 đạo quân, mỗi đạo 430.000 lính, tức là tổng cộng 4.3 triệu lính. Lúc này thì ta cần một chỉ huy vừa phòng thủ cứng cáp, vừa chống sầu oam hiệu quả và quan trọng là sát thương cần đủ ổn áp để gây thiệt hại cho kẻ địch khi bị sầu oam. Gogo chính là cái tên như vậy. Gogo Hera, Gogo Attila chính là sự thay thế xứng đáng cho Zenobia ở các định dạng KVK trừng phạt. Trừng phạt thì đã gần như đã hết đất diễn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ thấy Zeno loanh quanh ở CC, CD thôi. Nhưng mà không sao, Zenobia lùi lại một bước, từ KVK trừng phạt về KVK 3.
Vậy KVK3 có gì và tại sao Zenobia lại có bước trở lại mạnh mẽ ở đây? Ta cùng điểm qua hai yếu tố chính ảnh hưởng đến việc này. Đầu tiên, đặc điểm của KVK3 là bạn sẽ không ngoánh nhau nhiều ở giai đoạn đầu mà dồn toàn lực vào kinh lên, cho nên đặc điểm chung ở giai đoạn cuối này đó là nhanh, dồn dập, swarm cờ gọi là bất chấp luôn. Thứ hai là KVK3 không có công nghệ pha lề, điều đó có nghĩa là mỗi đạo quân tối đa loanh quanh là 300.000 lính, không được bắt nhiều sát thương và tấn công. Từ cả hai điều trên, cặp đôi Zenobia Heraclius có rất nhiều điểm lợi thế. Khả năng nhồi lính dễ dàng nhờ khả năng hồi máu, không có công nghệ pha lê đồng nghĩa với việc Zenobia không bị thiệt thòi quá nhiều về mặt sát thương. Những đạo quân dầu hoang cũng không áp đảo về mặt lực lượng cũng như là các chỉ số. Ở thời điểm video này ra mắt, Zenobia đã gần như lùi lại ở phía sau hậu trường, chiến đấu chính ở KVK hoặc ở một số chiến trường KVK sít thấp. Mà thực ra ở trong tương lai, KVK3 có khi cũng về chuồng gà với chỉ huy cung thủ mới ra mắt. Tuy nhiên, đây có thể coi là một chỉ huy có số má nhất Royal Kingdom và xứng đáng trở thành một chỉ huy huyền thoại của những huyền thoại. Vậy bạn thấy sao? Nữ chỉ huy xinh đẹp này liệu có xứng đáng được gọi là huyền thoại hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay ho hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.